đi, tao đốt giàn. Qua bên trong gia đình là đang em đốt tôi cũng đốt, em đốt tôi cũng đốt á. Của tôi làm mà trước thì em đốt tôi cũng đốt, em đốt là tôi đốt tôi đi đó. Lần anh đập hình trói là thì anh đắp đi đi đó. Rồi là trâu bò chứ rồi là hành bánh giết hết. Rồi là gà và chi là ớt với chi cà mới ra là hành bắt hành bẻ với chi. Rồi là hành hại dân một thuộc kết lước cớ hành làm với rồi đó. Còn nít rồi rồi là đem độc ngà ba chẳng đang đi ngất ngơ ngơ ngực lọc rồi là khóc van kêu rồi hành không đi là hành đùa ra đi rồi nhớ ba súng rồi là hành đình cho đồng bào. Có sau khi rồi là trong nhà tôi rồi là hai ô gà ập trên bữa hành có thằng thì có hai thằng thì vô lại trưởng anh dân nông thôn cả lừa hai thằng thì bắt gan dân nông tuổi ạ. Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát xuống gia đình vợ con chồng Nam vợ Bắc thì không biết là cô mà tìm một tay bốn năm đứa con dạy cha ra đây thì vợ ở trong Nam không biết con đi mô vợ đi mô từ ngất ngơ ra ngồi đây hai hàng nước mắt chảy được lưng hoài không biết đời nào mà gặp với gia đình vợ con. Đời đời ghi sâu là cũng hết từ cái tuổi truyền thằng Mỹ cứ là cũng như cắm thu mà ghi sâu.